Sáng ngày 1 tháng 8, Ban chỉ đạo quận ủy về bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức tổ chức chuyên đề tập huấn bồi dưỡng tuyên truyền phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, kỹ năng thiết lập hồ sơ và xử lý vi phạm hành chính các lĩnh vực. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, các thành viên Ban chỉ đạo Quận ủy về bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức. Tham gia lớp học có cán bộ công chức Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân quận, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, công chức Văn phòng Đô thị Địa chính Tư pháp Hộ tịch các phường, cán bộ Ban chỉ huy quân sự quận, cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ Công an quận. Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật Bộ Tư pháp đã truyền đạt một số nội dung quan trọng trong luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 118 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành xử lý vi phạm hành chính. Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Phương cũng đã hướng dẫn kỹ năng thiết lập hồ sơ và xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đô thị, y tế, văn hóa, giáo dục, tư pháp, an ninh trật tự. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công chức của quận những kiến thức cơ bản và các kỹ năng chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính, từ đó vận dụng vào thực tế công việc đảm bảo chất lượng hiệu quả đúng quy định của pháp luật.